Chào các bạn. Bài tập tiếp theo sẽ là màn hình chính của ứng dụng. Thì ở bài này chúng ta sẽ làm quen với hệ thống thực đơn, cách xây dựng giao diện do một ứng dụng, giao diện chính. Thì từ giao diện chính này chúng ta có thể gọi đến, quản lý đến những cái màn hình con trong ứng dụng. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi vào phần hướng dẫn giải. Khi thiết kế màn hình thì chúng ta sẽ sử dụng một cái màn hình có dạng MDI, có nghĩa là quản lý những cái màn hình con. MDI viết tắt của chữ là Multiple Document Interface, nghĩa là giao diện đa cửa sổ. Thì các bạn thấy đây chính là một cái form, cũng là một form bình thường, nhưng các bạn chú ý cái thuộc tính là is MDI container, các bạn cho cái giá trị nó bằng true thì cái màu nền của nó sẽ bị đổi sang cái màu sẫm đậm như thế này. Để tạo hệ thống thực đơn thì chúng ta sẽ sử dụng một cái điều khiển có tên là menu strip. Thì đây là cái thực đơn để chúng ta chọn tạo các cái mục cho phép mở các cái form khác. Thì sau đây sẽ là phần bài giải của màn hình này. Thì các bạn quan sát, đây là một cái màn hình đã được thiết kế sẵn. Thì với màn hình này, chúng ta sẽ đi tìm cái thuộc tính là MDI container, các bạn cho cái giá trị đó bằng true. Để tạo hệ thống thực đơn, các bạn vào chọn và menu strip. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ xuất hiện ở đây một cái thành phần. Và các bạn thấy là ban đầu nó sẽ có yêu cầu chúng ta gõ vào một cái mục item. Thì ở đây rất đơn giản, chúng ta chỉ việc gõ nội dung của text vào. Rồi muốn vào cấp con thì chúng ta gõ vào cái cấp bên trong. Ví dụ đây chúng ta tạo thêm vào. Thì với mỗi mục menu như vậy thì chúng ta nên đặt tên name cho nó để chúng ta viết code. Sau đó trong phần xử lý thì chúng ta để mở viết code cho phần nào thì chúng ta double click cho cái mục tương ứng. Và khi chúng ta xử lý ở đây là demo cho những cái mục, ví dụ như là xử lý chọn cái màn hình đăng nhập, mở màn hình đăng nhập lên thì chúng ta sẽ khai báo một cái biến có kiểu là tên của cái màn hình đó. Thì ở đây các bạn lưu ý chúng ta phải viết đúng tên của màn hình. Rồi sau đó chúng ta cho biết là cái màn hình nào quản lý cái màn hình đăng nhập thì chúng ta gắn là chấm MDI parent sẽ bằng mi chính là cái màn hình hiện hành, và sau đó yêu cầu cái màn hình này chấm show. Thì ví dụ đây là cái thực hiện. Thì các bạn thấy là khi chúng ta mở thì nó sẽ nằm trong phạm vi quản lý của cái màn hình này, chứ nó không thể vượt qua ngoài cái form MDI này. Hoặc khi chúng ta chọn một màn hình khác thì các bạn thấy nó sẽ mở ra và những cái màn hình này đều bị quản lý bởi form MDI thông qua cái thuộc tính là MDI parent, các bạn gán bằng mi, nghĩa là cho phép cái màn hình chính này nó quản lý những cái màn hình con. Thì tương tự các bạn làm cho những cái mục menu, những cái màn hình mà chúng ta cần mở tại màn hình chính. Còn với nút thoát thì chúng ta yêu cầu là cái form chính này đóng lại, close. Ví dụ như ở đây chúng ta mở ra các cái màn hình. Thì các bạn thấy khi mà chúng ta thu nhỏ thì toàn bộ các màn hình đều bị thu nhỏ hết, bởi vì form MDI này là cái form quản lý tất cả những màn hình con bên trong nó. Còn khi thoát chúng ta đóng lại. Thì đó là cái cách để chúng ta thực hiện cái bài tập này. Thì màn hình này giúp cho các bạn có thể xây dựng được một cái màn hình chính của ứng dụng, và trên đó với hệ thống thực đơn chúng ta có thể mở những màn hình con từ cái màn hình chính này. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập.